Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Luyến muốn phá thai liệu lưu có ngăn cản? Mời các bạn cùng xem tập 41, cuộc đời vẫn đẹp sao? Sau một đêm say xỉn, Luyến và Lưu đã ẩn nấp trong căn phòng nhà nghỉ, không biết rằng hậu quả của hành động không suy nghĩ kỹ đã đang chờ đợi họ. Một vài tuần sau, Luyến phát hiện mình đang mang trong mình giọt máu của Lưu. Sau một đêm say xỉn, khi cảm xúc bị mê hoặc bởi ánh đèn mờ ảo của nhà nghỉ, Luyến không thể ngờ rằng hậu quả của hành động hấp tấp đó lại là một cơn ác mộng khủng khiếp. Giờ đây, trong lòng cô ẩn chứa một sự lo lắng bất tận, không chỉ vì sự trách nhiệm với chính mình, mà còn vì sợ mọi người biết được chuyện này. Luyến dè dặt lo ngại rằng cả xóm trọ sẽ lan truyền những lời đồn đại đen tối về cô và đứa bé sắp chào đời. Trong khi Luyến lo lắng và chịu đựng sự tạm thời của tình thế, Lưu lại tràn đầy sự bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với anh, đêm đó chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi, không hơn không kém. Không hề nhận ra những hệ quả nghiêm trọng mà họ đang đối diện, Lưu tiếp tục cuộc sống như bình thường, không một cảm xúc hay trăn trở. Luyến cảm thấy sự hối hận và tiếc nuối với quyết định trước kia, chỉ vì một chút rượu bia, cô đã mất đi tất cả sự tỉnh táo và lý trí. Cô chấp nhận lên giường với Lưu, và giờ đây, hậu quả đang hiện rõ trước mắt. Sự bất ngờ và sợ hãi tràn đầy trong lòng Luyến, cô lo sợ mọi người sẽ biết được bí mật của mình. Để che đậy sự thật, cô đeo khẩu trang kín hết mặt mũi khi đi khám bác sĩ, cố gắng giữ bí mật và tìm cách giải quyết vấn đề này một cách tinh vi. Luyến đã lập ra một kế hoạch trong đầu, quyết định nếu thực sự có thai, cô sẽ bỏ đi đứa bé này, coi Lưu chỉ là một người để ăn chơi qua đường. Cô không muốn cho đứa bé chịu đựng hậu quả của một quyết định sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, điều mà Luyến không ngờ đến là Lưu đã nhận ra ý định của cô. Lưu bắt đầu nảy sinh một tình cảm đặc biệt và ý muốn giữ lại đứa bé này. Liệu cuối cùng đứa bé có được giữ lại, Thạch sẽ có người em cùng cha khác mẹ? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.